Như vậy đối đầu với cả màu năm. Thông tin báo về là cánh của Gani và chim sẻ sẽ là một roam và một phô. Roam phô nằm trong tay của Venus và gây thủ quyết, cánh bên kia là Sen và Baby Lord. Rồi, bên bạn cũng thế đẹp nhá, Sen trong cánh, Baby Lord đầu cánh hạt. Không ngờ có phải không, Hào tạm thời đang thủ toàn tầng, chưa có tình huống đi ra khỏi nhà đến được mảnh nhà. Gani tham 26, một L và một P, có giò công giáp. Có một năm ý không giò thấy Gani đâu. Gani đang chọc giò vào nhà game thủ, cầm một năm với thủ quýt, ăn được hai giật. Thôi, bình tĩnh. Gani đánh một L và một P và tiếp tục vẫn đang là điền hoa. Có lẽ cần phải có bánh xe sớm, kéo dần về nhà chính để có thể ra thêm ruộng bánh xe. Rồi, vâng, thông tin báo về thì Baby dâng là xe đầu cánh. Thực ra chúng ta cũng chưa biết, nhưng mà Gani nhớ mát, Gani đang nói về là như vậy. Liên tục là những tình huống nhớ mát đến từ cam thủ. Tham lai 32, chim sẻ 4 à. Hào tham bắt đầu yếu rồi. Như vậy là đúng là Sen nằm ở đầu cánh, Babylon đi dâng lờ. Babylon đang chém vào nhà của Hào, Hào đang khá yếu khi chưa có ánh rẻ. Vâng, bị tê công bởi game thủ cầm xe. Nhưng mà Hào vừa có ánh rẻ xong, ít nhất là mình Hào sẽ giữ được thang. Ôm cánh bên này 98 phải cẩn thận nhá, Hào yếu hơn màu 6 nhiều lắm đấy. Lù lên luôn rồi đấy, Sen lên đời rất sớm. Đã có khung R tại nhà của game thủ Mạnh Hào rồi. Mạnh Hào sẽ cần phải đi chăn nhà 16 để đưa về thế của, vâng, để đưa về cái thế của Hitty cần với cả xe. Mạnh máy của Gani. Như vậy Gani vào nhà 16 rất sớm. Vâng, Gani vừa chém chết mỏ vàng của 16. Đây là cái thủ Xuân Tứ, vâng, bài Xuân Tứ các bạn thấy ở nhà chính có rất nhiều sáng vỏ. Đây cũng là bài mắc binh dành cho Xuân Tứ. Không hề đơn giản đâu. Bây giờ thì sẽ cần phải đẩy ra để giúp cho game thủ Gani có lợi thế trước game thủ Cam Quýt. Cam Quýt đã chuyển sang bài đánh sọc đơn kẹp với phù thủy rồi. Mà đây lối đánh kinh nghiệm của Gani, anh đã vào trong để có thể chăn nhà game thủ cầm 16 rất sớm. Đây là chim sẻ, như vậy là chim sẻ bắt đầu đẩy cục để chăn vào nhà game thủ cầm 5. Lên giáp đi 98 ơi, tầng 6 nhiều lạc đà lắm ấy nhá. Vâng, 4 là đều dành cho game thủ chim sẻ. Bên bạn cũng đang có hai cung to. Vâng, một cung sen và một cung phô. Cung phô của game thủ về lớp cũng đang khỏe. Một bài cũng chưa mất gì dành cho Phonesian của game thủ về lớp. Quay trở lại với mảnh máy của 98. Như vậy là 98, vâng, cung đò được nở hết bên trong. Và đây là cung đò tiền của Hitty. Chưa chắc là đội bạn có thể ốp được game thủ 98 trong tình huống này. Vâng, đội bạn đi đâu ở 98 phải đi theo đấy. Bởi vì rất có thể đội bạn không ốp được 98, đội bạn sẽ phải sang ốp viên của chim sẻ. Và chim sẻ thì nhà cũng không phải là kinh lắm. Đây là chim sẻ, chim sẻ đang cố gắng gây áp lực. Tham lai là 61 dành cho game thủ chim sẻ. Và chim sẻ có lẽ cần phải lên giáp. Ai đánh chém nhiều vàng thì bơm cho các nhà đánh cùng đi nhá. Đội bạn đang chém đồng đấy. Chim sẻ tham 65, tạm thời đang đứng thủ và không đi quá nhiều quân ra phía bên ngoài. Đội 4 chúng ta là khỏe hơn, nhưng tạm thời thềm đầu đội bạn đang chiếm lợi thế hơn. Hào vẫn đang giữ tham lai 21, đang cố gắng quản lại game thủ cầm 16 game thủ Xuân Thứ. Gani tham 31 tham lai. Vâng, tham lai đội bạn đang đè một chút xíu, khoảng tầm 52 và 47. Gani bây giờ đang 2L đều nha kìa. À không, đây là quân của chim sẻ. Đầu đánh của Gani bao giờ cũng thế. Lúc đầu đó là điên hoàng, sau đó thì là ra, vâng, lúc đầu là điên hoàng, sau đó thì là ra một khoảnh ruộng âm, và sau đó thì hai là đêm. Gani đang bị đẩy, màu 7 bắt đầu đẩy game thủ Gani. Màu 6 thì cũng đã mất tham bởi game thủ Mạnh Hào. Như vậy là đã ăn được hết dần của game thủ cầm màu 6. Một bài Mạnh Hào lên đánh xe sớm và giữ được tham. Hiện tại anh bắt đầu thi đấu. Chúng ta vẫn là hai cùng khỏe, cùng của chim sẻ và cùng của 98. 98 bị ốp và em. Vâng, tham lai là 68 dành cho game thủ U98. Đang có quân ở giữa hai nhà, màu 6 đang có quân giữa hai nhà kìa. 98 chủ động đào vàng đi em ơi. Chủ động đào vàng đi. Vâng, lại bị quấy bởi game thủ Xuân Tứ. Một vài Xuân Tứ đang thiếu cũng rất khó chịu. Thành Hà
báo về là bắt nốt từ đấy là đoạn hết rồi. Chín tám đang sắp dần và chim sẻ sẽ có nhiệm vụ đó là trâu quần để đỡ cho cả 98 lẫn cả nhà của mình. 88-82 dành cho cái đội chim sẻ. Thông tin báo về đội bạn không ai đào vàng, đội bạn tất nhiên sẽ đánh đời ba rồi. Bởi vì nếu như mà lên đời 4 thì bạn sẽ không có cửa cả, chúng ta sẽ là hot thần hit đi cả với đạp đôi của sẻ. Chim sẻ đang đào khá nhiều vàng và chim sẻ do rất nhiều dần vàng thì đúng hơn. Ra thêm quanh ruộng nữa, sự phát triển là rất khủng khiếp. Thêm một cái nhà chủ nó để ăn thêm gỗ. Bơ một chút vàng vào 98 để 98 nâng công nghệ. Hai nhà cùng nâng công nghệ đi nhá. Và Gani đang muốn có một tơn quấy vào nhà của game thủ về lớp. Vì lượng đang được cùng ra nhưng mà tơn này thì tôi nghĩ là chơi được ấy. Tơn này về lớp được quần ra bắt nhưng mà tơn này Gani chơi luôn. Sợ cái gì? Tham Gani là 24 nhưng nhà anh đã bị bay. Bay bởi game thủ cam quýt. Bây giờ có lẽ chỉ xem các nhà cùng rồi. Sẻ cần phải nâng cấp được cái bản đồ đi. Nâng cấp cái bản đồ. 98 cũng thế. 98 công nghệ bản đồ và công nghệ đầu máu sẽ là công nghệ ưu tiên đầu tiên nhất. Bên bạn là hai chủ lực, còn chúng ta cũng là hai chủ lực. Và chủ lực khỏe hơn ở đời 4, còn đời 3 thì chẳng chỉ cần thôi. 98 tham bao nhiêu? Nhưng mà 98 được chim sẻ bơm rất nhiều đồ, các bạn thấy không? Chim sẻ đang chủ động ăn nhiều vàng để bơm cho 98. Kích 4 dành cho 98 rồi thì phút thứ 25. Tham 92. Thông tin báo về game thủ cầm sen cũng vừa mới kích 4. Nhưng vậy đội bàn sẽ đánh cái đời 4 á. Vâng, quyết định khá khó hiểu dành cho cầu thủ đến từ Hà Nội nâng bản đồ bản đèo lên 98. Hào timeline 24. Sẻ timeline là 106. Sẻ nó có đầu máu rồi. Cũng có cả bản đồ luôn. Sẻ cũng chuẩn bị lên 4 ngay sau khi mà 98 sẽ lên 4. Và 98 lên 4 xong thì có nhiệm vụ đó chính là bảo kê. 98 sẽ nhiệm vụ bảo kê để cho chim sẻ cũng lên 4. Để đưa vào thế đó là hot thần kẹp với cả đạp đồ. Kìa, họ ốp kìa, sẻ. Chưa có giáp 4 đâu. Làm tí giáp 4 không sẻ ơi. Vâng, mấy lớp đang muốn ốp cái thủ chim sẻ nhưng thực sự là khó. Khi mà nhà chim sẻ là một thế này đẹp. Vâng, quay trở lại Gani. Gani bảo có một tơn lợp nhà game thủ cầm sen. Vâng, đây là người đánh cùng chủ lực của đội bạn. Và Gani để chết nhiều dần nhưng không sao. Vậy đấy rằng quanh ruộng cũng như là khoảng tầm 30 con đồng dân khác của game thủ cầm sen, game thủ tí vừa phải nằm xuống. Một tình huống chém cực kỳ đột biến. Và bây giờ thì sau khi lên 4 xong thì tí sẽ bị yếu đi rất nhiều với pha lọt nhà này. Tiếp tục anh Viễn bị mất dần. Vâng, tham gia Gani chỉ có là 12 như thôi nhưng mà độ hiệu quả của anh là siêu cao. Tí đang phải bò nhỏ cưng cơ sở làm ăn và tí đang bò hở. Vâng, nhà tí là một thế bài xấu, chính vậy anh quyết định là không đi quần và anh đứng thủ. Nhưng mà kể cả anh đứng thủ đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bị, vâng, vẫn bị game thủ Gani làm yêu. Vâng, đây là Mạnh Hào. Mạnh Hào tham lai 26, Mạnh Hào cũng đang muốn dây máu ăn phần ở nhà game thủ cầm sen này. Gani tham lai là 7. Thì bảo vệ mình không cần rồi. Rồi tổ quốc sẽ ghi công anh. Tham lai của game thủ U98 đã nở lên đó là 120. Đã nở lên là 120. 98 cần phải có giáp 6 sớm. Mà thôi, đời 4 thì có lẽ không phải dạy 98 đâu. Bởi vì hiện tại 98 đánh đời 4 cũng là rất tốt rồi. Sẻ kích 4 chưa? Kích 4 chưa sẻ? Và như vậy thông tin báo về để 98 sẽ được chim sẻ bơm lên hot thần trước. Vâng, sẽ được lên hot thần trước. Chim sẻ sẽ lên 4 sau. Chim sẻ vẫn đang sóc cùng rờ thôi. Một trận đấu và chim sẻ cũng đang thi đấu một cách rất đồng đội. Chúng ta xem 98 thiếu giảm sạc. Tham nở lên 1.3 lít. Kích hot thần nhé em. Hả? Vâng, thông tin báo về là kích hot thần rồi. Trận đấu này thì nếu như mà để cho tí mà khỏe nguyên lên 4 thì chắc chắn là tí sẽ, vâng, có thể làm được nhiều việc. Nhưng với cái việc mà tí đã bị yếu bởi một tơn lọt vào đến với Mạnh Hào thì bây giờ tí chắc chắn là sẽ yếu hơn kiểu 98. Và 98 với cái việc là hot thần được rằng ốp luôn không. Ôi xí thẳng luôn đi. Vâng, ba kích hot thần kèm với cả cung gờ. Liệu rằng game thủ cầm sen có đỡ được hay không? Game thủ tí Hào đem mấy cái e ở cái bò đâu để cho nó đi quân nó dễ vậy. Khả năng lít rưỡi dành cho 98 rồi. Hot thần đang chiều được nâng cấp. Em ơi, đừng đào bằng 2 chứ sao vàng yếu thế.
Thấy bảo là nâng hết đảo vàng hai các kiểu rồi. 98 đang tích những con hot của mình. Chưa hot thần đâu nhá, từ từ thôi. Còn 98 sẽ ốp thẳng vào nhà của game thủ cầm 18. Còn hot thần đã lên xong. Và xin giới thiệu đây là hot thần của Hitty. Nó không phải là loại hot thần, nó vớ vẩn. Và nó không phải là hot thần Summer đâu. Đấy, chỗ này là khoảng tầm vâng đang là hai kick hot, kèm với đó là hai kick g. Tí đã phải lùi đạp đôi lại, anh đang muốn tụ đạp đôi để có thể lao vào trong tuần này, nhưng xin lỗi tôi đốt luôn cảnh BL có được không ạ? Chim sẻ đã lên 4 xong hay chưa? Mạnh mẽ chim sẻ như vậy, chim sẻ bị lọt vào một tơn bởi vài con lạc đà của đối thủ Xuân Thứ, nhưng mà không sao, tại dần sẻ nhiều lắm, còn lực của sẻ cái 2.000 thịt, 1.000 gỗ, rất nhiều vàng. Mạnh Hà cũng đang tiếp tục quấy ở trong nhà của game thủ Tí. Trận này thi đấu hơi lủng khi được cầm chủ lực và quay trái với 98 nào. 98 tham đã là hai lốp. Vâng, 98 đang đốt hết được tất cả chiếc ABL của game thủ cộng 18. Và bây giờ tôi nghĩ là một mình 98 thôi là cũng đủ cân một phô một xe rồi. Không có đơn vị quân gì của các bạn là có thể chống được hot thần của Hitty. Một là hot thần nó quá khỏe ở trong cái map 44. Vâng, thông tin báo về đội bạn đang muốn đạp vào nhà của thủ chim sẻ nhưng đạp làm sao được. 98 ngay lập tức sẽ đưa quân sang để thủ cho thủ chim sẻ ngay lập tức. 48 đã bay nhà, một pha đẩy đơn giản và nhẹ nhàng của 98 rồi. Có thể rơi khoảng tầm có 2 kick hot thôi, chưa phải là nhiều lắm. Người lớp đang muốn đẩy sẻ, 98 nói cộng. Vâng, bơm một tơn gỗ cho chim sẻ để chim sẻ lên được đạp đôi, và chim sẻ cần phải vâng cơ cấu bằng những hạ cứng. Ăn được rất nhiều dân của game thủ Tí, một trận Tí đánh siêu lủng. Không biết là sau trận đấu này Tí có bị nhiều chỉ trích đến từ đội trưởng về lớp hay là không. Và kick hot thứ 3 dành cho game thủ 98. Bây giờ thì chúng ta xem 98 lù vào nhà phô và phô sẽ đỡ kiểu gì 98 đây. Vâng, về lớp là chỉ người cầm phô thôi, không phải là loại đạp đôi, nó quá tuyệt. Đây là chim sẻ tham lead vote. Ở trận đấu này chim sẻ đáng lẽ ra là đã nhảy 4 từ lâu rồi đấy, nhưng trận này chim sẻ không nhảy 4. Ôi như nó vào nó tìm chém của cái ấy. Phải. Ở đây đây rồi, đây 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 rồi. Bảo vệ hoàng thượng rồi. Vâng, đảm hộ tôi cái. Vâng, bảo vệ hoàng thượng rồi anh em. Quả trái với 98 nào. 98 tham đã limit rồi. Vâng, 98 đang lù, đây là ba kích hot thần. 98 đã lù xong nhà game thủ cầm 18. Và bây giờ thì 98 sẽ lù sang nhà của game thủ cầm 17. Vâng, đạp đôi của 17 còn cùi hơn cả đạp đôi của 18 cơ. Chúng tôi nhìn báo về bạn Roman đã lên đời 4 dành cho game thủ cam quýt. Và kể cả Roman lên đời 4 nữa, xin phép thì tôi vẫn cần tất có được không ạ? Vâng, đây là 3 kick hot của 98. Ở nhà 98 thì vẫn đang có rất nhiều lực. Bơm đồ cho Hào để Hào hồi cùng em này, em 2 lít rồi. Vâng, bắt đầu tới nhà của game thủ cầm Phonesian. Phonesian đang vòng đập đôi đằng trước và vòng đập đôi ở đằng sau. Ai đây muốn bắt? Ôi trời, bắt kiểu gì đấy? À, đông, đứng yên. Để lây chua lồ với cả họ luôn. Vâng, đây là hot thần Hitty. Chúng ta xem tờ này liệu rằng đội bạn có ăn được hay không, hay chúng ta vẫn sẽ là người giành được chiến thắng. Vâng, rất nhiều đôi của đội bạn đang phải nằm xuống. Vâng, đội bạn khó và cái con đạp đôi phô nó quá khó đánh nhau với hot thần của Hitty. Còn thấy số lượng hot của game thủ cầm Hitty chỉ làm chết đi khoảng tầm 10 con, nhưng đội bạn phải chết khoảng tầm 2 kick hot, à 2 kick đạp đôi thì là chuẩn hơn. Và cuối cùng đội bạn đã resize thì số lượng cơ bằng 1 đều ở trong xe đấu ngại. Vâng, sức mạnh của hot thần Hitty được thể hiện cực kỳ rõ ràng trong tài của U98, nó quá khỏe so với quy định. Vâng, đạp đôi vòng đằng trước, vòng đằng sau. Lao được vào rồi nhưng mà cảm giác sát thương cũng không phải là quá nhiều. Bảo vệ hoàng thượng dành cho chim sẻ. Vâng, mặc dù là anh fit nhưng mà tôi nghĩ rằng công lao của Gani ở trong trận này cũng là rất nhiều. Vâng, nếu như không có tờ lọt nhà của Gani vào nhà của game thủ Tí, người cầm xe ăn được khoảng tầm 30 dần thì chưa chắc Tí đã yếu đến như vậy. Vâng, cái map này là cái map mà chúng ta đợi giá là cửa trên, nhưng mà cửa trên ở đời 4 thôi. Còn ở đời 3 thì bên bạn cũng khỏe chứ không phải là yếu. Vâng, quan trọng ở trong trận đấu này đó chính là game thủ cầm xe ngay thủ Tí đánh quá lỗi rồi. Anh để lọt nhà quá nhiều lần bởi Gani cũng như là Mạnh Hà.
Và chúng ta sẽ đến với bản lề ở trong xe đấu thứ hai. Và anh em chờ trong ít phút, và chim sẻ lâu lắm được cầm trận cầm chủ lực. Và trận đấu trước thì cái quyết định của chim sẻ đó là bơm cho U98 lên hot thần sớm thì cũng là khá chính xác. Bởi bên đấy khi mà hot thần nó lên nó rất khác biệt so với cả hot thường. Theo tôi đánh giá thì một con hot thần hitty thì chưa chắc đã đánh được với cả hai con hot thường hitty. Nhưng mà để nó tụ được vào đông, bỏ đánh nhau đạp đôi thì chắc sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Trận đấu bản lề ở trong xê đấu thứ hai, quần thì có vẻ như là cần đội bạn có chiến tuyển Pan Miran trong tay của Vinlove. Pan của Vinlove, Sum của Quýt, Quýt Summer, Minoan của Xuân Thứ và Katha của Ti. Thứ cầm Katha và Xuân Thứ cầm Minoan. Rồi, chúng ta có Samorian trong tay của chim sẻ. Tiếp tục là cầm cục, 98 cầm Maxi. Summer của Mạnh Hà. Và Gunny cầm Baby. Sam Sam Mark Baby đối đầu với cả Pan Sam Min cho So. Như vậy là quân cũng chỉ cân thôi. Nhưng mà ở đời 4 thì chúng ta sẽ khỏe hơn một chút. Và chúng ta có quân có thể gây được số đến cao trong tay của 98. Đen ở con Maxe nằm ở đầu cánh. Theo tôi đánh giá thì con Maxe nằm ở trong cánh thì sát thương nó sẽ là cao hơn. Nó sẽ có nhiều thời gian để điên hoang và tích lực để có thể đâm mi vào các người đến cùng chủ lực đến với đội bạn. Mày hào cầm Summer này. Gunny cầm Babylon trong cánh. Như vậy là Gunny và chim sẻ sẽ ôm nhau ở trong cánh. Ôi, cái gì đấy? Như vậy là bốn con voi đen xì quanh nhà của game của chim sẻ. Dừng rú cũng là rất nhiều, sắp xếp là mắc binh dành cho chim sẻ. Khép góc 9 giờ. Một bài siêu đẹp để cho chim sẻ cầm chủ lực đi nha. Được đấy, với việc của bài chim sẻ đẹp như này chắc chắn là đồng đội của chim sẻ sẽ rất là yên tâm. Úi xồ, mặc, có quả phụ, có thêm một đàn yêu ở gần rừng luôn. Một quả này cũng khá gần nhà Gunny, sẽ nên đi dò thêm để xem có thêm đồ ăn gì không. Nếu có thêm thì sẽ bơm và sẽ nhường cái mỏ quả này cho Gunny để đưa về. Thế mà chúng ta sẽ có hai nhà cùng khỏe. Vâng, chào bạn Bảo Ngân nhá. Cảm ơn bạn đã dành những lời khen có cánh cho mình.
Mình đánh giá đây là lời khen chứ không phải không. Xin giới thiệu bạn của mình là bình luận viên mới của Game TV, mới được tuyển về trong thời gian gần đây. Nếu bình luận có gì sai sót thì mong bạn thông cảm. Ở cái bài đấu này thì chắc chắn rằng Gunny và Chim Sẻ sẽ hài đến cùng rồi. Mạnh Hào và U98 sẽ là người đánh chèn. Hy vọng 98 có thể đâm được y hoặc làm nhiều, làm yếu được một nhà. Các nhà chém sẽ tự tin hơn khi Chim Sẻ là người cầm chủ lực và mắc bình. Chúng ta cùng xem 98. Vỗ đầu của 98 là hơi dài. Đang cầu cực con voi về đến nhà chém. Hiệu của 98 là hiệu 7. Thôi nhưng mà là Gunny chê. Thôi Gunny chê thì ông Sẻ ông bút vậy. Ông Sẻ đâu, ông có chừa cái gì đâu. Và Gunny thấy một mỏ quả khác, một mỏ quả đẹp hơn rất nhiều. Bảo sao anh ấy không tiệm ăn mỏ quả dưới hai nhà, mặc dù cái mỏ quả đó cũng rất gần nhà của Gunny. Đánh cung à? Nhưng mà là Gunny đánh cung. Anh ấy muốn cơ cấu nhà của mình thì dường như là muốn chui về gần phía nhà của Chim Sẻ. Hai anh em ôm nhau. Trận này nóng thế này mà ôm nhau à? Thôi quay trở lại với 98 đi. 98 bài cũng được nhá. Một voi về, quả phụ và có hốc. Nhưng cái hốc này thì không có vàng. Có nên khung hốc không nhỉ? Khung hốc sẽ tốn lực. Thì tôi nghĩ là hay. Vâng, 98 bảo là hốc này hốc để em ăn gỗ và thủ ca. Cái bánh thủ ca là cái bài đánh vâng, xuất hiện rất nhiều từ 98 và Thành Lát. Ăn thêm vào nhiều nữa là 98. Rồi, bài 98 cũng là bài được, chứ hôm không hề xấu. Cuối cùng là Mạnh Hào. Anh em bài được rồi đấy. Bài Hào như thế nào đây? 25 dân. Nhưng mà lại Sẻ không thèm ăn mỏ quả ấy luôn. Tôi cũng cạn lời. Vâng, Sẻ ui rồi. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Hình như là 7 con voi dành cho game thủ Chim Sẻ. Tôi tưởng nó có 4 voi lúc đầu thôi, nhưng không phải. Rất rất nhiều voi. Và thông tin báo về thì pan đẹp dành cho game thủ Cam Quýt. À không, pan đẹp dành cho về lớp là cầm pan. Chim Sẻ đang xin 100, vâng, Mạnh Hào đang xin 100 thịt đến từ Chim Sẻ. Như vậy là Gunny cũng sẽ ăn. Một bài đấu mà hai game thủ chúng ta đang thừa bữa đồ ăn là rất nhiều. Vâng, 27 dân 10-30. Để xem nào, cua sen bao nhiêu nhỉ? Sen là 26 dân là 949 này. 26 dân 9, 27 dân là 10-09. Sẻ là 10-30 và lệnh khoảng tầm 23 giây so với game thủ cầm sen. Thì đây không phải là quân lợi thêm ép đời như này cũng rất mắc bình rồi. Chúng ta xem mảnh máy của các tay chém rồi. Đây là mảnh máy của game thủ đi Dương Nga. Game thủ Quýt. Và đây là bài đấu Dương Nga lên đời khá sớm đến từ Quýt. Và thấy rằng 98 vừa mới có giò thôi thì game thủ Quýt cũng đã có tê. 98 đang đuổi theo con tê của game thủ Cam Quýt. Một game thủ có lối đánh rất khó chịu. Lối đánh Cam Quýt không, lối đánh nó quá khủ phạm. Không phải là quá phũ phàng con đại bàng, nhưng rất khó chịu. Và bây giờ thì có thêm con ngựa giò nữa của game thủ Xuân Thư. Con ngựa giò đang tanh cờ để cho con cung tê bắn chùa. 98 đang gặp khó. Chiếc nhà bia thứ ba của game thủ Cam Quýt đang được xây dựng. Vâng, đóng thẳng mặt trước nhà của 98 luôn. 98 cần phải lên đời, sau đó đập dần luôn. Rất khó chịu. Vâng, thêm hai con tê nữa. Như vậy là cái bài dâng Nga của game thủ Quýt kích siêu sớm. Ủa? Kích siêu sớm luôn đấy. Vâng, mất giò dành U98. 98 tỷ lệ fit là rất cao. Nó Sẻ được thực sự cẩn thận. Thì đây là một bài dâng Nga của Quýt đầu tiên. Rồi bạn sẽ đánh kiểu ốp cực sớm vào nhà của Chim Sẻ. 98 có đen dân làm gỗ ra và đi ăn hoa không? Đúng rồi. Chỉ mén thôi. Căng rồi. Vâng, Mạnh Hào để mất giò bởi game thủ về lớp. Bài về lớp đang khỏe. Cánh bên kia là màu 2 và game thủ cầm màu 3. Còn cánh của 98 đó là game thủ cầm màu 4 và game thủ cầm màu 1. Không được, sẽ không thể xây được cái y này. Thì uống xây y không kín của 98. 98 có lẽ sẽ phải đi chặn ăn hoa của game thủ cầm màu 4, game thủ Quýt. Bài Quýt lên đời siêu sớm và Chim Sẻ
sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta xem sẻ một đỡ hai như thế nào. Và nếu sẻ không đỡ được thì Gunny sẽ phải đưa quân sang đỡ cho chim sẻ. Queen cầm Summer. Hình như là bài kích cung kích 9 đến từ Queen. 09 chẳng phải tầm 10 tròn. Một cái BG nữa dành cho chim sẻ. Và chim sẻ là khá bất bình. Không biết là có đỡ được hai không. Ăn thêm một con voi nữa. Vẫn 4 AD. Tin báo về Paran đang ở giữa hai nhà. Đội bạn đang có rất nhiều quân. Bây giờ thì màu 4 đang đi cùng với màu 1 để chuẩn bị ốp ở nhà có sẻ. Một mình sẻ liệu rằng có thể đỡ được hay không đây. Chúng ta cùng chờ để xem. Ăn được một cung R. Lạc đà đi trước và cung R đang rảo bước theo sau. Rất khó khăn trong tờ này. Thông tin báo về để Gunny là người có cung A. Những đội bạn đang đi những con cung R của chim sẻ. Cung R chim sẻ đã có một cái giáp. Sẻ đang quáng rỉa lạc đà trước. Nhưng lạc đà đang chảy lên rất đều dành cho game thủ tí. Màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào thăm 36. Mạnh Hào nếu không đánh được thì cần phải ấy nhá. Vòng Xuân Thứ là người cung A Minh Hoàn ở đầu cánh. Như vậy đội bạn vẫn có một chủ lực nữa, đó là Xuân Thứ. Chứ không phải là không có. Gunny đang có cung A để khắc chế được lạc đà. Nhưng đội bạn là cung A của Minh Hoàn. Cung A Minoan đánh với bất kỳ loại cung A nào trừ Minoan ra thì biết là nó sẽ là cửa trên rất nhiều. Trận này sẽ là rất căng nha. Tham Gunny đang là búi ba. Một bài đánh bo nhỏ, không bo kín và sau đó chuyển cung A sớm thì Gunny. Hiện tại anh vẫn đang chưa khỏe. Chim sẻ, như vậy là chim sẻ vẫn sẽ được nha. Nhưng đội bạn sẽ là thế. Cung A Minoan đẩy kẹp với cả cung của Summer, kẹp với cả lạc đà đảo của Katha và Fabra. Sẽ là rất khó khăn. 98 này như thế nào rồi? Máy U98. Trận này U98 nó không phải tên là 98 nữa mà 98 tên là 9 tím. U9 tím. Tham còn 2 dành cho 98. Chim sẻ tham 57, lạc đà đang siêu đông dành cho tí. Trận này tí chắc chắn là sẽ còn nguyên nhà. Hào ơi. Em là người duy nhất có thể chăn được mùa 4 nhé. Như vậy là đang quản mùa 4 rồi. Đội bạn sẽ là thế Pan khỏe, Katha khỏe. Pan khỏe, Katha khỏe. Summer có cùng. Minoan khỏe nguyên. Ba nhà khỏe. Liệu rằng Gunny và chim sẻ có gồng gánh được đội ở trong trận đấu này hay không? Gunny cần phải có giáp cho cung A nữa đấy. Bài của Gunny phải thật trâu cung A. Gunny đang đưa quân sang để đỡ cho chim sẻ. Chim sẻ đang bị ốp. Còn một mình game thủ ở không, như vậy là có thêm cả game thủ tí ở đằng sau nữa. Tôi tưởng là một mình ông Quýt còn ốp chết chim sẻ thì là căng. Chim sẻ đang có khá nhiều vàng, chim sẻ muốn có một trận kích bốn sớm. Nhưng khó lắm. Cung Aminoan đã đẩy xong nhà của game thủ Mạnh Hào rồi. Đội bạn đang di dần sang nhà của Gunny. Đây là màn hình máy của Gunny. Gunny sẽ phải đối đầu với cả Cung Aminoan và Cung Aminoan đã tới nơi. Và với cái chất quân đó là cung A của Waylon thì không có cửa gì để cho Gunny có thể chống được cung A của... Không có cửa gì để cho Gunny có thể chống được cung A của Minoan cả. Khó lắm. Gunny đang di dần dân của mình ra phía bên ngoài. Anh đang giữ thảm. Anh đang cố gắng giữ thảm. Chim sẻ kích 4 chưa? Kích 4 rồi thì còn có cửa, còn nếu chưa kích 4 thì... Thì báo về Mạnh Hào đang yếu được game thủ cầm vạn. Mạnh Hào tham vẫn 29. Gunny tham 6x. Nhà của anh đã bại. Anh còn giữ khoảng tầm một kích cung R. Chưa ăn một kích cung A để đỡ cho chim sẻ. Chim sẻ này có đỡ được không? Tôi nghĩ là nên bắt. Vâng, thấy được là phải bắt ngay. Chứ đừng để lạc đà pha nó kết hợp với cung A Minh Hoàn. Thật sự là quá khủng khiếp. Một bài đấu đẩy không được cung A lắm thành game thủ Xuân Thứ. Thiếu khoảng tầm 600 thịt. Thiếu khoảng tầm 6 thịt và 100 vàng để sẻ có thể kích được đội 1. Và có thêm cả nhà BK dành cho game thủ Xuân Thứ. Và nếu tôi không nhầm thì Xuân Thứ cũng đã kích 4 rồi.
chim sẻ thì bây giờ mình kích một BK nữa dành cho game thủ chim sẻ. Đá kích bốn, đội bạn đang lọt ở bên trong. Đây là game thủ Xuân Thư, ở cổng đây là Tí. Một bốn vẫn đang có mặt ở phía bên ngoài, đặc biệt là để chiến khá nhiều dần. Sẻ đang bò nhà bằng nhà cứng, tạm thời thì chim sẻ vẫn đang là đỡ được. Giờ họ đang chém BB kìa sẻ ơi. Vâng, tham quay qua vẫn đang đỡ được đến để chim sẻ, nhưng mà quay đâu. Một trận đấu mà đội bạn đang quá khỏe, quá để thấy một bài đi dâng ngà lên đời quá sớm của game thủ Cảm Quýt và khiến cho 98 phế luôn. 2-1 rồi đội bạn ở trong chiếu thứ hai. Có thấy rằng khi mà 98 phế thì vì Tí khỏe nguyên, Tí chắc là phải 4L rồi, không bị ai đánh mà. Bằng thế bạn rất dễ chơi. Mình đầu cánh ở nhà quá kín, Hào không làm được cái gì cả. Bạn về lớp thì đánh thủ. Ơi trời ơi, khoai nhỉ. VAC Việt Entertainment Media and gì đây? Hiện tại thì các thủ ta đang đấu tại địa điểm được coi là sân nhà của Hà Nam Hà Nội. Yeah. Alo. Chị ơi, chị thanh toán cho em 6 tháng 1 được không ạ? Vâng, em biết rồi. Thế chị thanh toán cho em 6 tháng đi, xong em thanh toán cước lẻ của tháng 8 luôn. Đây em thanh toán luôn. Vâng vâng em chuyển khoản luôn chị nhá. Vâng. Vâng vâng. Em chuyển khoản cá nhân cho chị cũng được, chị nộp cho em tiện. Vâng vâng, chị nhắn tin cho em số tiền với lại số tài khoản của chị nhá. Vâng. Một chọc sọt, Gani lại báo về là mát đánh rồi. Và mình xin thông báo lại là ở thời hiện tại thì các thủ ta vẫn đang thuộc biên chế của Game TV. Ui, báo một ông nào đẹp thế. Mắc binh còn gì, 4 voi, 2 quả phụ này. Ui, ui. Mà một là bài mình mà. Ui, bài mình toàn bài đẹp thế này. Bài này ông 8 thì thế đẹp nhưng mà khi không lên đời. Đội bạn đỏ thế nhở. Map chả tươi.
Bạn bảo Trung cũng bảo là ai có link YouTube không? Mình xin thông báo các bạn là vâng, nếu như có link YouTube thì tất cả các kênh đó các kênh lậu bạn nhé. Cái đó là chỉ được phát trên 2 kênh sóng duy nhất, đó kênh sóng của fanpage của cầu thủ Gunny hay người gọi là Hưng Nhộn và fanpage của Chim Sẻ Nắng thôi. Còn ông nào mà phát trên YouTube về chứng tỏ đó là những cái ông mà đang dùng cái mồ hôi công sức cũng như là nước mắt và cả máu nữa của các hàng thủ và các đội ngũ kỹ thuật viên để có thể tự làm giàu cho bản thân mình. Và hy vọng anh em có thể report các cái trang web lậu này. Vâng, và vừa rồi thì các bạn thấy rằng quân ta đẹp hơn, map đẹp hơn luôn. Nhưng mỗi tội là chưa vào game đã ít nên chúng ta sẽ phải vâng chọn lại quân. Rồi. Quân đẹp hơn không được đánh. Và đánh lại thì chúng ta có 2 Kata, 1 cho Son và 1 Roman. Kata đến từ Hào, Kata đến từ 98, Rome của 97, và cuối cùng là cho Son của bên Ugandi. Càng thấy nhà chúng ta đang bị dẫn trước mà chúng ta lại gặp quân xấu hơn. Quy trận này cầm cho Son. AC của Xuân Tư, AC của Vinh Lớp. Vâng chị ạ. Vâng. Một chín bốn hai ạ. Vâng, chị nhắn tin số tài khoản cho em nhé. Vâng. Không, chỉ cần chị nhắn tin số tài khoản thôi em gửi luôn nhé. Yes, yes, yes. All of my.
All my eyes are.
Oh,
Yeah.
All my, 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 all my,
Thank you.
Yes.
hết sân đi đánh 200 đảo đôi các anh em. Ô Hào lại bé đi này, Hào có 5x thôi nhưng mà không sao. Sẻ đang đạp vào nhà game thủ cầm màu 7. Và cũng có bẹt dành cho màu 5 rồi, bây giờ bẹt để làm cái gì nữa. Vâng, đội bạn đang ăn sừng ở giữa bản đồ. Các bạn thấy sức mạnh hai đội tuyển đang lấn dần lại cái bản đồ này. Vâng, chim sẻ đang ăn rất nhiều gỗ ở bên phía bên ngoài bản đồ. Nhà BL của chim sẻ tầm 3-40 cái rồi. Đội bạn đang thả một vài con y tại nhà BL của game thủ chim sẻ. Không sao, phá chỗ này ta làm chỗ khác. Đội bạn cũng đang có vẹt để thủ lại. Vàng đội bạn là nhiều hơn chúng ta rất nhiều nha. Nhưng chúng ta chỉ có một quân dùng vàng thôi, còn đội bạn là ba quân dùng vàng. À không, hai quân Maxi và Catharian sẽ dùng vàng. Nếu như đội bạn không thể có được quân đột biến giống kiểu là ca thần của AC, giống như kiểu là voi thần của Katha, thì gần như đội bạn sẽ không có cửa để công vào nhà của chúng ta, thì chúng ta vẫn đã đánh bẹt thần. Đây là U98 bẹt rất nhiều. Gani đen hết dân thì Gani ơi. Thôi à, đồ nhiều lắm ấy, bơm đi đồng đội, bơm cho Gani đi. Rồi Gani được nhận một tên 3.000 thịt. Em bơm cho Hào tí thịt để nó xong dân mà ăn gỗ. Hào bơm 1.000 gỗ. Đồ của Gani là siêu nhiều. Đồ của Gani là siêu nhiều. Anh chỉ việc xong đạp đôi thôi. Vâng, anh cũng khoảng tầm 30-40 chiếc nhà BL rồi. Đẩy tân lại chúng ta sẽ vẫn có 98. Sau khi mà hết vàng thì 98 có lẽ anh cũng sẽ đi phải đi ăn ấy. Đi cẩn thận nhá. Đội bạn sẽ có tên vây bắt bẹt đấy. Cửa thắng duy nhất của đội bạn đó chính là bắt được bẹt của em thôi đấy. Nhớ kỹ là như vậy. Bơm Hào xây nhiều nhà chủ cho ăn gỗ đấy mày. Gắn đi tham đỏ lên 200 rồi đây. Từ tham lít 2 nở lên tham 200 rất nhanh rồi. Và Gắn đi chỉ có ngồi sóc đạp đôi và nở đạp đôi thôi. Giờ này Gắn đi quyết định thiêu. Vâng, đạp đôi Pan cũng là đôi khá khỏe. Nhưng tất nhiên nó không thể khỏe bằng đạp đôi của Roman được. Vâng, giờ này anh cần tất. Vâng, cung R, A, C, E, Max, C, đạp đôi, vào đàn, chơi hết. Gỗ. Gỗ nha, đúng rồi. 8 thì bơm gỗ cho bơm thịt cho game của Gani. Còn Hào sẽ là người bơm gỗ. Gani đang đẩy rất trâu. Được nhận rất rất nhiều đồ đến đồng đội. Gani phải xây một tầm 40 nhà BL nữa cho mát. Và đỏ phát lên tham 300 luôn. Không phải là tham 200 nữa. Đồ siêu nhiều, Hào bơm gỗ đi mê. 1.000 vàng đấy, cũng mơ. Ôi dồi ôi, tích 5.000 vàng là cái khỉ mẹ gì không biết. Bơm hết vàng cho đồng đội đi. Vâng, tí có vàng có thể sản phun những con y ra. Vâng, bẹt Katha đây. Họ đang đạp là khá khỏe nhà chúng ta. Ui dồi ôi, kích bà Lita. Bắt đầu đẩy đạp, đẩy bẹt và đẩy đạp lên rồi. Lấy cái gì để khắc chế lại đây. Bên họ đi một tuần to, khả năng bên bạn hết tài nguyên rồi. Nếu đi tuần quần to này, khả năng bên hết tài nguyên. Thứ dốc cung đờ tiêu vào bẹt đi nhá. Cung đờ bẩn thì tiêu vào bẹt đi. Cung đờ để đèn bố đi, nhìn ngước cả mắt. Làm lại 150. Lớp đang một tuần cơ hội. Điện quan chui không, nhưng mà đạp Roman ở nhà vẫn đang đông. Lớp sẽ nở tham nhanh thôi. Đạp họ đồng qua. Nên Cam Quýt là người thủ tuần bẹt này nào. Maxe và Katha ôm nhau để thủ chiếc đạp đồ Ezi và đạp đồ Man. Có một hai kích xong pháo thần, có một kích hai kích xong vào kích Balita thần đến từ 98. Thứ bơm vàng cho Quýt đi thôi. Vâng, vừa được game thủ sân khấu đẩy cho Quýt vàng, Cam Quýt phải xong bẹt nữa ra, xong cái điều ra. Quyết định chúng ta là chúng ta đánh bẹt thôi chứ không đánh vòi. Bẹt kẹp đạp đôi. Đây là xe pháo đấy. Chúng ta không cầu được bạn và chắc chắn được bạn chưa có thể cầu được tầm dễ dàng được. Năm nay là 117. Chúng ta chưa cầu được, ta đang phải đánh thế thủ. Thời điểm đầu ta không. Nhưng Vinh Hoan của bạn bắt bài chúng ta là bạn đánh bẹt.
quá luôn những con đơn vị hot, đơn vị cận chiến, những con đạp đôn, những con y, ta chuyển về thế đánh thủ và bây giờ đang đẩy lại. Khả năng của bạn hết vàng rồi, đã mang hết sạch vàng và đồ rồi. Làm lại là 120 của Tùng Cam Quyết. Vâng, cùng giờ một thứ có lẽ đi vòng đằng sau mà bắt bẹt thôi. Cùng giờ một thứ cố gắng đi vòng và bắt bẹt đi, phối hợp nào. Tí mà vẫn là hai lít đến từ mang xe vẫn còn 2.000 vàng. Đang quản dừng khu vực dưới này. Quyết thì vẫn đang kề được. Và Lita thần tầm xa 10.02. Lớp tham lại vẫn 150. Để mà công được thì bên bạn cũng chưa đường công của chúng ta đâu. Vấn đề là cái chất quân bên kia còn Egypt và còn Thô Ma. Đó là đơn vị quân gỗ. Vâng, bắt được cái kích Baleta này thì ngon này. Vâng, thứ đâu, thứ đi vòng rồi. Bắt được cái kích Baleta thần này sẽ là rất ngon. Vâng, nguyên thủ và lớp đang được đi vòng. Đi vòng để quay. Từ từ thôi, chài thôi. Vâng, chả chài là Baleta được bắn chặn. Vâng, chuẩn bị lao vào thôi. Có 7 e đến từ đối phương. Có 7 e. Đạp Egypt nó đứng bên ngoài để cho con Baleta bắn. Cảm giác Quyết vẫn đang đồng mệt hơn nguyên thủ 98 đấy. Cảm giác đang đồng mệt hơn. Gunny là người đang sổ lên. Có cả Gunny nữa. Vào. Maxe đang có mặt ngay ở phía sau rồi. Đây là màn hình máy của Tí, người cầm Maxe. Rất nhiều uy vào. Chắc chắn bắt được đơn mệt này của game thủ màu 3, game thủ 98. Bắt được không? Đi đang đẩy lên. Vâng, Roman đang chài ở phía trước. Chúng ta đang cố lên nào, cố lên đi. Cam Quyết đang sổ lên những con Baleta của mình. Vâng, đơn mệt này nằm xuống. Sẽ nằm xuống. Vâng, Y đang tràn thêm. Hết sạch đạp đôi của Roman rồi. Chưa ăn được. Thực sự là bắn chặn khá chát đến từ những con lấy ra thần của Y Đoan. Dày thế nhở. Chúng ta không thấy bẹt. Còn dốc cao. Và chưa nghịch ngồi lên trên được. Vâng, khả năng là chết hết sạch bẹt của đối phương. Nhưng bẹt của chúng ta kìa, nhìn kìa, chúng ta cũng còn nhiều bẹt đâu. Thứ còn vàng không? Thứ ném hết vàng đi Thứ ơi! Vâng, chúng ta đang có tham lai là 145 của Maxe. Đánh về lâu về dài chúng ta sẽ khê hơn, chúng ta là quân vàng nhiều hơn. Vâng, một pha combat này thấy là rất khê. Lâu lắm rồi chúng ta mới được thấy cái pha đánh nhau như cái trận đấu này. Vâng, có lẽ phải đến hơn một năm rồi tôi mới được chứng kiến cái pha đánh nhau như vừa rồi. Vâng, rất tuyệt vời. Cam Quyết 121 bắt được kích bẹt đến từ game thủ U98. Bên bạn thì mặc định là hết vàng rồi. Bây giờ thì sức mạnh ấy, những con đạp đội Egypt và Roman sẽ được lên ngôi. Nhưng chúng ta vẫn đang còn bẹt đánh thủ nhà y nữa. Cảm giác chúng ta vẫn đang khỏe hơn đấy. Cái thế này chúng ta vẫn đang là người yêu hơn. Ui giời, dần Mạnh Hào kia. Vâng, dần game thủ Mạnh Hào. Bây giờ bên bạn đã phải ra giữa bản đồ thì ăn gỗ. Vâng, Maxe còn rất nhiều vàng, còn tới 2.000 vàng một tí cơ. Vâng, số lượng bẹt ở nhà của U98 rất là không nhiều. Và đây là một trận đấu mà Tí đang có định phản công. Đạp đôi đi cùng, cùng giờ đi cùng nào. Đồng đội lên Tí đi. Vâng, đồng đội từ chỗ này nào. Thứ đâu? Thứ đây. Mày chỉ cần thiêu vào bẹt cho anh là thắng rồi. Egypt bên kia đang dừng như không có rừng. Không có nhiều gỗ dành cho con Egypt và con Roman. Bắt đầu hết gỗ rồi. Đây là 114 đến từ game thủ Cam Quyết. Đứng thủ thôi. Đứng thủ ở nhà, hết bẹt thì Maxe sẽ là rất bá đạo. Đây là 190 đến từ game thủ về lớp. Tứ tam lai cũng là 2 lít rồi. Tí thì 150. Đẩy lên trận đấu này. Sọc đơn vào đây, sọc đôi vào đây thì không có tuổi. Không có tuổi những con sọc đơn. Cùng đời là Tứ đâu, hào mày vào mày cắn anh cái tên bẹt này với. Thế yêu đấy. Mặc định bên kia lên vàng rồi. Úi dồi, đây. Ăn được tên bẹt này thắng luôn. Sống lên. Chặt tay anh em ơi, sống lên. Thế trận rất yêu cho cái bắt được tên bẹt của game thủ 98. Vâng, một trận đấu mà quân đầy 4 chúng ta lại xấu hơn. Nhưng mà Song Hà vẫn đang thể hiện cái bản lĩnh đánh đầy 4 là rất tốt. Chiếm được vàng bản đồ. Và đánh những cái đơn vị quân khắc chế được bên bạn. Thì vâng, ca tha lên 4 đánh bẹt. Để có thể thủ những con đạp đôi. Vâng, dồn lên nào. Ơi, 7E vào. Rồi, vào đây. Egypt thì Egypt vào được kích bẹt này không? Gần như là không vào được. Không có cửa vào đâu. Góc 3 giờ đang bị chúng ta lưu lại. Đang lưu lại được góc 3 giờ. Chỉ còn một vài đơn vị bẹt lẻ đến từ game thủ 98 thôi. Thế trận chúng ta là thế trận đang là bắt đầu giải quyết được rồi. Sau cái trận đấu quá là mãn nhãn ở giữa bản đồ. Vị trí nhà của game thủ Cam Quyết cũ. Cái trận đấu là quá mãn nhãn.
Bây giờ đây là người dí y lên. Về lớp tam lại là 152. Bắt được cái tên đạp đôi này của game thủ chim sẻ thì nắng. Quýt đang còn đồng bẹt không? Vâng, vẫn đang còn vàng này. Vâng, tổng lượng vàng chúng ta đang còn khoảng hơn 1.000. Hơn 1.000 vàng là có thể đi đâu. Vâng, đẩy bay khu vực nhà giữa bản đồ đi. Đẩy bay tất cả các bay gỗ. Đạp Roman hết bẹt thì IMAX nó không hề xoắn. Vâng, chúng ta sẽ phải tấn công tổng lực đi, không đánh lâu nữa đâu. Chúng ta là đa phần là quân vàng rồi đấy, các bạn có hai quân gỗ Egypt và Roman đều là đạp đối tuyển cả. Lưu luôn nhà đi, chiếm vàng dần trên bản đồ đi. Tổng lượng vàng ta còn khoảng 1.000. Sóc đi, sóc đi. Vâng, bây giờ thì cho son đang ăn gỗ để bơm cho Roman cái Egypt này. Dần đứng chơi kìa thú ơi. Sóc, sóc tham cung giò đây là giữ ra cái thứ nhá. Sóc khỏe lên, sóc khỏe lên, full 200 cái thứ ơi. Với lớp tham lại cũng chưa full này. Lớp nhiều đồ đóng tăng lời đấy anh ơi. Full tham đi nào. Vâng, đạp đôi của cái chủ chia sẻ là bơ tuyển Egypt vẫn đang rất đông. Còn này thì cô Nga Minh Loan chắc cũng chả còn nhiều. Minh Loan bây giờ sẽ bơm là người mà sẽ là bơm đồ để cho Egypt và Roman chảy đạp đôi. Hết vàng đấy, chúng ta bơ sóc tê ra nha anh em nhá. Sóc hết tê ra. Kata thì ăn mắc công nghệ là con tê lửa và tê bắn chặn. Khỏe. Cầu 6 game thủ Xuân Thứ đang cố gắng móc máy. Đang có một tơn bẹt đây này, đang có một kích bẹt đây này. Bẹt đang nhiều lắm nhá. Chết giờ rồi. Ôi sai lầm. Tưởng là bẹt hết rồi cơ, nhưng đội bạn đang rất nhiều bẹt. Quá bất ngờ khi mà U98 mới đang còn siêu nhiều bẹt nữa. Tôi đang cảm giác thế trận bắt đầu khó dần chúng ta. Nếu như đội bạn hết bẹt chúng ta có cửa. Một tiếng này đội bạn U98 đang có tầm khoảng 20 con bẹt nữa. 20 con bẹt. Không còn nhiều rừng lắm đâu. Xe màu 7 đi, về lớp đang đẩy đạp đôi và liệu rằng bắt được bẹt đó không? Nhưng chúng ta vừa thấy được bẹt đó, đang bắt được bẹt đó, bắt được không? Bắt được không? Hy vọng bắt được. Chúng ta sẽ đẩy.